Với số ngày nghỉ dài cộng với thời tiết thuận lợi, dịp lễ năm nay phù hợp cho các chuyến nghỉ massage. Thế nhưng không vì vậy mà lượng khách tại các địa điểm vui chơi trong thành phố giảm sút. Với lợi thế về vị trí và sự đa dạng hóa loại hình giải trí, các điểm vui chơi tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp đón lượng khách đông đảo trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Ghi nhận của phóng viên HTV tại các điểm vui chơi. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì công viên Bến Bạch Đằng đã trở thành một trong những địa điểm vui chơi tham quan không thể thiếu của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Và nhân dịp lễ năm nay thì tại khu vực này cũng dựng nên một tiểu cảnh được trang trí những bông hoa rất là đẹp, không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân mà nó còn giúp cho nguyên khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh trở nên lung linh hơn, xinh đẹp hơn. Đã hơn 88 tuổi, chứng kiến sự thay đổi phát triển từng ngày của thành phố Hồ Chí Minh, cụ ông Nguyễn Lê Hiệp không giấu được sự vui tươi hạnh phúc khi dạo quanh khu vực trung tâm thành phố trong những ngày lễ. Tôi không ngờ công viên này đẹp thế nhỉ, đẹp quá, thành phố của mình cũng đẹp, chứng tỏ thành phố càng ngày càng phát triển. Và mong rằng những năm sau, công viên này và thành phố mình sẽ đẹp hơn hôm nay. Ngày 1 tháng 5 tôi đến đây chụp những bức ảnh đẹp để lưu lại, giữ lại kỷ niệm với người thân trong ngày lễ của đất nước. Ngày lễ thì con thường thích là đi đường sách chơi. Thứ nhất là đường sách có những cuốn sách hay rất mới mẻ, con thực sự rất muốn mua và đọc chúng nguyên ngày để có thêm kiến thức cho mình. Thứ hai là nó được trang trí rất là đẹp mắt. Còn vợ chồng chị Thanh Trúc ở Thủ Đức cũng đã chọn loại hình du lịch về nguồn trong những ngày nghỉ lễ này với điểm đến là Củ Chi. Đến với huyện ngoại thành, không chỉ được nghỉ ngơi, đắm mình trong không gian xanh yên bình, tạm xa rời ồn ào phố xá, vợ chồng chị Trúc còn có dịp tìm hiểu những câu chuyện lịch sử, làm nên huyền thoại bất tử vùng đất thép anh hùng. Thành phố thì cuộc sống ô nhiễm, rồi không khí này kia nọ, kẹt xe, cho nên lâu lâu có một chuyến dã ngoại về những cái vùng đất xanh như thế này á, mình học được thêm lịch sử của ông bà mình mà mình còn được hít thở không khí trong lành và có tận hưởng được những cái món ăn đặc sản vùng miền rất là hay. Các khu vui chơi quen thuộc của thành phố như Suối Tiên, Thảo Cầm Viên, Đầm Sen cũng liên tục tổ chức nhiều hoạt động giải trí đặc biệt phục vụ dịp lễ, không chỉ thu hút người dân thành phố mà cả các du khách từ khắp mọi miền đất nước. Từ Đà Nẵng vào thành phố Hồ Chí Minh chơi thấy là thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp, nhận thức là dịch bệnh nó đang quay trở lại, cho nên thì với tinh thần là đi chơi thì bảo vệ bản thân, cho nên em luôn luôn mang theo cồn và mang theo khẩu trang. Có thể thấy cùng với sự phát triển chung của xã hội, các địa điểm văn hóa, vui chơi, giải trí trên địa bàn thành phố cũng đang nỗ lực đầu tư, nâng cấp và phát triển ngày một nhanh, đem lại đời sống văn hóa giải trí đa dạng và phong phú cho người dân thành phố.